Xin chào các bạn anh chị và các bạn nhé. Hôm nay em sẽ review cho quý anh chị một lô đất. Đây là hình lô đất em đánh dấu từ trên cao nhìn xuống nha mọi người nhé. Với tổng diện tích đất là gần 4 hecta, xít 4 hecta nha mọi người nhé, 3 hecta. Và em sẽ quay dưới cho quý anh chị xem sơ lược cây trước và đưa quý anh chị đi xem luôn nha mọi người nhé. Trên đất là có một nhà tạm, có 1.004 cây hồ tiêu như này mọi người nhé. Trồng full cà phê to lẫn nhỏ tổng 3.000 cây, sầu riêng 400 cây, bơ 200 cây, mắc ca 200 cây. Có nhà cửa đàng hoàng nha mọi người nhé. Cuối video em sẽ quay nhà, đường vào và quay flycam trên cao tổng khu vực xung quanh khu dân cư cho quý anh chị xem nha mọi người nhé. Có nhà tạm trên này cũng rất là sạch sẽ, lát nền. Dải đất rất là bằng, rất là đẹp nha mọi người nhé. Dải đất rất là bằng, rất là đẹp. Và em sẽ đi từ trên xuống quay cho quý anh chị xem. Bơ là có 200 cây bơ kinh doanh nhưng mà không năng suất hiệu quả, chủ nhà hiện tại đã cắt và ghép lại nha mọi người nhé. Cắt gốc và ghép lại giống 0.4, ngày xưa là bơ bút nha mọi người nhé. Có 200 cây sầu riêng, 400 cây sầu riêng mới trồng nữa. Cả kinh doanh là hơn, cả kinh doanh á là 2.000 cây và 2.000 cây nhỏ, 1.000 cây nhỏ là tổng là 3.000 cây nha mọi người nhé. Đất là thuộc vào huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho mọi người nhé. Từ lô đất này về Sài Gòn là 220 km. Và em quay và sẽ để số chủ nhà cho quý anh chị alo trực tiếp nếu có nhu cầu nha mọi người nhé. Vì từ nhà em qua lô đất này cũng khá là xa, tầm khoảng 30 cây nha mọi người nhé. Cho nên là em sẽ để cho số chủ nhà. Và chủ nhà gọi cũng rất là nhiều người. Hình như là bà chủ nhà này chỉ không thiếu ai là bà không gọi nữa, nên là em cũng xa và đến quay free cho bà luôn, quay miễn phí cho bà luôn nha mọi người nhé. Trước giờ em quay, anh em tụi em quay đã đăng giúp là chắc chắn là sẽ có một cái trường hợp là đặc biệt thì tụi em mới quay đăng giúp chia sẻ nhé mọi người nhé. Ví dụ như là người ta khó khăn á, điều kiện họ không có thì tụi em sẽ không lấy hoa hồng free tất cả cho gia chủ nha mọi người nhé. Tiêu cũng rất là đẹp, tiêu là cây sống. Và em vườn cà phê cũng rất là đẹp nha mọi người nhé. Ở dưới giải đất rất là trên, rất là bằng, suối ao hồ mênh mông luôn. Theo em được test quy hoạch á, thì ở dưới chân suối này sẽ có một con đập, đắp một con đập lớn nha mọi người nhé. Có 400 cây sầu riêng. Lô đất này sau này nó sẽ là trở thành view hồ. Giải đất ở đây rất là bằng, giải đất rất là rộng, người ta sẽ đắp đập thủy lợi. Em test trên quy hoạch thì là có một cái đập làm con đập nha mọi người nhé. Ở dưới chân rẫy sẽ sau này người ta sẽ đền bù, đền bù nếu đập đập thì người ta sẽ đền bù cái cà phê già nha mọi người nhé. Rất là đẹp. Nếu mà lô đất này sau là sẽ là view hồ nha mọi người nhé. Hiện tại là 3,8 hecta trồng phun kín, có nhà tạm. Hồ tiêu và cà phê cũng rất là đẹp quý anh chị nhé. Quý anh chị xem cho em một like, đăng ký kênh, ủng hộ em để xem video sau. Ngày xưa em làm văn phòng nhà đất nhưng mà em đã nghỉ, hiện tại là em đã nghỉ hết rồi. Những cái thông tin của em là em nghỉ và em cũng không liên quan. Thì hiện tại em đang làm với Văn Nguyễn nha mọi người nhé. Vì giờ em đăng trên kênh Văn Nguyễn và Văn Nguyễn cũng đăng trên kênh em, cũng hai anh em làm một nha mọi người nhé. Vườn cà phê rất là đẹp cho nên là quý anh chị xem qua thì quý anh chị có thể đăng ký kênh ủng hộ em. Và đăng ký ủng hộ Văn Nguyễn luôn nha mọi người nhé. Hai anh em đi làm. Trước làm rất là đông nhưng mà cái hiệu quả công việc rất là ok, nhưng mà do có trục trặc nội bộ cho nên là không được như ý, cho nên em nghỉ, tạm nghỉ nha mọi người nhé. Quý anh chị xem cho một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Em để đi xuống hồ quay cho quý anh chị xem. Quay nhà rồi quay flycam trên cao nữa, tổng chi tiết khu vực xung quanh này. Lô đất này cách quốc lộ 14C là rơi vào tầm cỡ khoảng 300 m nha mọi người, 3 đến 400 m là tới đất nha mọi người nhé. Nằm bên quốc lộ 14C luôn. Quý chị có thể gọi cho chủ nhà nha mọi người nhé. Giá thì cũng hơi là căng thẳng nhưng mà đất rất là đẹp. Quý chị nếu có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho gia chủ nha mọi người nhé. Em sẽ để số gia chủ. Đó, đây là ao hồ rất là đẹp nha mọi người nhé. Giải đất cực kỳ trên, rất là bằng. Lô đất này có thể mua làm kinh tế được, rất là ok nha mọi người nhé.
và em sẽ quay trên nhà một xíu. Ở nhà ở dưới là có xây rồi nhưng mà người lát lát gạch, có lát gạch hoa nữa, cũng rất là gọn gàng nhẹ nhàng. Trời đất, đất rất là đẹp, đất đỏ Ba Gian không sỏi đá như quý anh chị. Với giá bán là 3 tỷ, chủ nhà kêu là 3 tỷ 2. 3 tỷ 2 nhé. Em chia sẻ cho quý anh chị vậy. Và em sẽ bay một ít trên cao nữa cho quý anh chị. Chủ nhà gọi khắp hết, hình như là môi giới mà ở trên từ Facebook tới các kiểu là chỉ gọi hết. Ai cũng gọi nhưng mà chắc chắn là sẽ không có ai đăng miễn phí như tụi em rồi. Có tụi em mới đăng miễn phí thôi, đăng free mà trước đây giờ tụi em cũng đăng rất nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, tụi em đăng miễn phí giúp đỡ hỗ trợ không lấy tiền hoa hồng, nếu khó khăn là không lấy tiền hoa hồng luôn, rất là nhiều nha mọi người nha. Đây là trên đường có đường khắp phối xe hơi 5 chỗ và tận nơi, và em sẽ đánh dấu hình lô đất từ trên cao xuống cho quý anh chị. 3.000 cà phê, 1.400 hồ tiêu, 400 sầu riêng, 200 bơ và 200 mắc ca. Đây là lô đất nha mọi người nhé. Quý anh chị xem cho em một like, đăng ký kênh ủng hộ em để xem video sau. Tiện đăng ký kênh luôn nha mọi người nhé. Bấm nút chuông để nhận thông báo video nha mọi người nhé. Hiện tại là đăng trên kênh Văn Nguyễn và em là Long Nguyễn, là thâu video nha mọi người nhé. Set up video và đăng lên hai kênh cho anh em chia sẻ cho quý anh chị. Còn những video mà em chưa đăng được, chưa quay được thì quý anh chị thông cảm, sắp tới em sẽ đăng nếu có nhu cầu. Tại em rất là bận nha mọi người nha. Tại có hai anh em cho nên là dẫn khách rất là đông, rất là nhiều. Đây là đường quốc lộ 14C nha mọi người nha. Đường quốc lộ 14C Rải Thảm. Đất khu vực này rất là đẹp nha mọi người nha. Cực kỳ đẹp luôn. Việc rất là nhiều cho nên là khách ở xa Sài Gòn lên em phải sắp xếp đưa người ta đi, không quay được cho quý anh chị thông cảm nha. Tụi em sẽ quay cho quý anh chị, quay miễn phí free hết nha mọi người nhé.